Dạ, giờ là lễ xuất giá của chị em đây cả nhà. Rồi với đầy đủ các thành viên nè, gia đình cậu chính, gia đình Út, gia đình Dương 8, gia đình 7. Rồi đây các anh nè, các anh với em. Anh đi sớm là đủ rồi ta. Rồi. Mời mẹ của dâu mang cho
chồng của bé Phúc á khó khăn, không có đi rước dâu được, thành ra là có gửi trước một đôi bông như là để bên bé Phúc là theo chồng có đôi bông là bên chồng cho. Còn những vấn đề nữ trang khác á thì đó là cái tục lệ của người Bắc, nên là bên chồng nó có như vậy. Còn những nữ trang khác á thì bé Phúc về bên đó là người ta sẽ cho. Bên đây mới ai đúng không? Mới ai. Mới ai có cái gì cả.
như đại diện đây ha, thấy con với anh chị đại diện đi. Có người dân biết ý kiến của xe, có người dân biết. Bên đây mình hỏi người dám biết cho con nó vui. Okay.
quạt nó đi không, nó còn ngủ dưới á. Cái rồi nó khỏi rồi hả? Ừ, còn ngủ dưới á. Xếp tình vô xe đàn bà như vậy rồi tôi muốn xe đàn bà cho anh đi dân kia đi má hai má tư với chị sáu với chị ba hả nó phải làm cái giờ đi vậy đàn bà có quay không mà cho mày thấy mày tải qua điện thoại lên thông báo hình như vậy cái này phải cái chỗ mày xuống xếp tiếp vô thì có quay hết rồi bạn có như là bữa hổm đặt giá gì tao còn cái áo này cho tao lại quá không biết quay rồi anh đi qua xe 20 ngồi đi qua xe 20 ngồi được qua xe 20 ngồi đi với em với anh xem với cô biết nhà đàn trai vậy tao còn còn trước không ơi em còn trước xe 20 chỗ á tất cả đều ghé được đây hết đâu tao phải đi với tí rồi phải nhìn đi phải nhìn đi thì đi một mình đi đi mình đi đi mình đi
ngồi với vợ cũng đã buồn. Rồi giờ sáng đi với ai? Em đi ăn được á, mình có tao ngồi thôi. Ăn được á. Quay quá cha tí à rồi. Cha tí đi, tôi chỉ bay theo. Sáu với anh ngồi gần. Thủy ơi, Thủy. Thủy ơi, chồng đi gọi. Em còn ngẩn đâu mà chưa băng được rau. Cái băng ở trước một băng à. Qua 21 băng đã. Qua 22 băng luôn. Được. Quá vậy? Hai băng. Rồi vậy được rồi. Đưa đi. Người chồng lý tưởng của mọi gia đình. Rồi có cột tóc không hay là chải tới ngày mai? Thư buồn ngủ rồi gục luôn. Nó Mỹ nó vô nó nằm dưới ba đi ngủ đi để đát. Như vậy không được cái sực sừng sực sừng. Quá đẹp. Kéo, em ơi, kéo à? Bộ kéo xuống xíu là.
hơn trong đèn không nè, ra cái lúc trước này lại nè, còn nè ra cái lúc này lại nó biết cắt ra bắt sát lên nó sửa kẻ thở hả, kẻ thở thôi có em bên đời thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại.
tiếp theo đồng thời là xin phép được dâu và xin kính mời quý tộc và ông bà cô bác cũng như nhà gái đưa cháu về nhà chồng tại sao dùng buổi tiệc liên quan của hội nhà Tây vui vẻ. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng, và anh muốn là người đàn ông dù em sau những lá cuối cùng, và em có biết không anh đã sắp xếp tất cả, chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ rước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay, và người yêu cái kính ở đây nữa mà. Thôi. Đó. Mười ba, muội đang 13. Đúng rồi. Gọi lời chúc gì không? Trời ơi. Chúc sức khỏe bình yên. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
nằm á. Đi không. Để gì cũng để nó tự vào. Trời ơi, cái bàn này đi tới đâu bào đi. Múc bang. Dặn cổ cái một luôn. Đục lỗ ra rồi. Chào mọi người. Bào đi chứ bên kia là ăn hết rồi kìa. Rồi mời ông bà cứ ngồi xuống điện, mời ngồi xuống điện, ngồi đứng thoải mái, người lớn tuổi hay là đứng trên ghế, cứ ngồi đi. Các bạn cứ ngồi vào ghế đi, ngồi thoải mái, không phải. Đây, kéo ra chút xíu, kéo ghế ra chút xíu cho nó rộng. Tụi mình chuẩn bị chưa? Dạ, chưa. Bố cứ từ từ. Cô dâu để em hai đứa vào đây. Cứ tạm thời quay mặt ra đã nha, chút xíu mình làm lễ cho quay vào. Bà ơi, bà cứ ngồi xuống, bác ơi, bác gái bác ngồi xuống cho thoải mái. Đấy, được rồi. Còn ai nữa không cho ngồi luôn. Không phải ngồi. Ông cho ông đứng. Ngồi bên trong thì hai bác ngồi đây. Bác ngồi lên trên. Đúng rồi. Đây em ngồi. Giờ tốt rồi đấy. Bây giờ kính thưa hai họ chuẩn đi còn ít giờ nữa thôi. Như vậy là cái lễ tân hôn của hai cháu là được tiến hành tại nhà hàng. Trước khi ra nhà hàng ấy thì một trong những cái truyền thống rất là quý báu của ông cha chúng ta để lại đó là gia tiên hai cháu trước khi được tân hôn về nhà hàng. Thì bây giờ đến là tốt rồi. Trước khi làm các thủ tục này thì chúng mời đại diện của hai cháu chúng ta đứng dậy. Trước khi để mà làm một số các thủ tục gia tiên đấy thì trước lại cho quen như vậy là các bác dưới tay kia rồi anh chị Hòa đây và bà con ở trên Lâm Đồng cũng có những người biết người chưa biết về mối quan hệ của Hà. Trước hết thì như vậy là chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau để biết có quen cũng khi thì như vậy là có người đã biết có thể thì trước hết để tôi xin trân trọng giới thiệu đây là bác Hòa, bác Lan là thân sinh hiệu Đóng Sơn. Thế còn lại là bác Hòa giới thiệu đây là thằng em bố út là bên bác ấy. Tức là em ruột của Hòa. À, em là bên nội còn chú, còn bên ngoại là còn bác. Rồi còn tiếp tục bên chị là anh chị của là Hòa. Đại diện cho cái bên trong.
Chúng ta giới thiệu với nhau để biết rồi sau này còn cái thời gian nữa thì chúng ta như vậy là thân thiện hơn nữa. Còn tôi giới thiệu là tôi là Trần Duy Hương, anh em kết nghĩa góc hòa nhà đấy là như vậy là các bác mới đến phòng. Bây giờ thì cái tiếp theo là cái thủ tục làm lễ gia tiên thì xin phép mà hai họ để cho hai cháu thắp nhang. Ở dưới đó cũng có phong tục lắm được không ạ? Mời ông cũng ngoài đó. Một phút theo ông chủ nhà đó thì ông nhân cáo là chủ nhà một cái hay là ba cái một cái? Ba cái. Bác ngồi đi bác ơi. Bác cứ ngồi đi cho nó thoải mái. Ngồi đi. Đây là giờ là bắt đầu rồi, hai đứa xích qua bên này chút xíu cho ba làm việc đúng rồi, xích qua luôn tay men, xích qua cũng đỡ hơn nhiều rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bố có cắm lên trên, nó cắm đi giữa, đấy chưa hồi nốt cho hai cây đấy chưa? Em ơi em đứng ra đây một nó thái hàng đứng đó với sáng được không? Trang quà tặng của bên gia đình, hai bên gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. À, thì mẹ ơi, mẹ hôm nay mẹ có cho con dâu gì không? Dạ. Cho rồi không ạ? Dạ, cho gì không? À, cho nữa hả? Mà mẹ cho nữa thì mẹ lên để cần trước đi. Đúng nha. Rồi, đổi chỗ đi, cô đâu vào trong đi em ơi. Em cô đâu vào trong cứ để ra ngoài. Đứng ngoài đấy, đúng rồi, đúng rồi. Em đứng sát rồi đi. Rồi mời bố đứng lên luôn cho nó bốn người đẹp bố đây sát cho mẹ nhé. Cười lên cô dâu, cười lên. Rồi. Cười lên. Rồi. Bác cứ làm đi, có người trả giúp cho hay sao? Rồi cứ từ từ các gái lên cho các em làm xong lên trên đi. Rồi các gái lấy cái tay này, các gái lấy cái tay sửa luôn cái kiểm cho nó sửa từ trước đây. Rồi cứ để đây thả tay xuống cái kiểm. Rồi tôi đâu từ cái ông này. Rồi được rồi các gái. Rồi tiếp theo. Con lưu cái tay này, cái tay này.
Dạ, được rồi má. Rồi má xong rồi đúng không ạ? À, tiếp theo phần trao nhiệm cưới, cứ để đây. Nhiệm cưới. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em mở ra đi. Rồi, lấy một cái của cô dâu. Như cái mặt ra ngoài mình chút em ơi. Đúng rồi. Cười tươi luôn rồi. Rồi được rồi em. Rồi lên đi. Rồi em làm cái gì. Rồi cũng chưa nhiều. Rồi được rồi. Rồi tiếp theo xin mời trong gia đình ạ. Cô dì chú bác. Ở đây cũng trao cho cháu luôn. Đây, chú có những lời chúc gì tốt đẹp chú cứ chúc cho cháu nha. Rồi, chú đứng lên được rồi. Rồi, xin mời người khác đây ạ. Em gái đứng vô trong. Đó, đúng rồi. Sát rồi. Đó, ok, ra ngoài đi nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, gia đình mình còn ai nữa không ạ? Rồi, xin hai họ là cho một tràng pháo tay chúc mừng đi ạ. Còn đó ạ. Bác linh đậu hai bác phải không ạ? Hai bác đây là cậu ở đây điện. Rồi cậu ơi cậu chờ chút xíu cậu nhá. Rồi, rồi cảm ơn cậu. Đã được rồi. Còn ai đây không? Bên đằng... Bên nhà gái cho mình làm xong rồi. Nhà gái cho cái kia rồi. Cho trên kia rồi. Trên kia. À, cho cái kia rồi. Bên mình hỏi lại xem qua ai đấy không? Không, hết hạn rồi hả? Báo cáo với các bác của họ nhà gái thì hôm nay là họ nhà trai nên bà con cũng rất là đông nhưng mà cái cửa rất là xa, người gửi hàng lớn, người gửi thành phố, người gửi lớn cho nên là cũng không có gì đông gì được, nhưng mà đã có thành quả cũng đại diện xin chân thành cảm ơn
tất cả các đại diện của hai họ. Có. Vì chúng tôi trực tiếp xong rồi hay suy ra là trực xong. Đặt đôi bàn tay lên đây anh trao nhắn cưới cho em ngày. Ngày mai bình minh tốt sắc chia anh với em. Nhà trao nụ hôn lên môi em và đôi tiếng yêu. Tình yêu anh luôn chở che nụ cười em. Chân trâu hết chân.